Chiều nay, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đơn vị quận Thanh Khê gồm các ông bà Phan Thị Tuyết Nhung, Lê Tùng Lâm, Võ Tiến cũng đã có buổi tiếp xúc cử tri hai phường Xuân Hà và Thanh Khê Đông. Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố báo cáo, cử tri hai phường Xuân Hà, Thanh Khê Đông tiếp tục nêu ý kiến về một số vấn đề còn bất cập, trong đó tập trung kiến nghị các vấn đề liên quan đến công tác giải tỏa đền bù, các bãi đất trống bỏ hoang trên địa bàn ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân. Nhiều cử tri cũng nêu ý kiến về tình trạng kẹt xe, an toàn giao thông tại một số tuyến đường, tình trạng ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân. Cái tình hình của cái nhà máy nhựa di dời cách đây 3 năm rồi, mà chúng ta vẫn cứ hứa hẹn với lại hẹn với là nó chưa làm được, mà để rất là nguy hiểm, ô nhiễm môi trường kinh khủng, và khổ cho người dân ở khu vực đó. Mà ta giao bằng giao hậu thì hấu bằng giao, người ta không đi, khi bằng giao rồi thì để thành một đống rác rất là nguy hiểm cho dân, nhất là thứ bảy chủ nhật nào cũng phải dọn vệ sinh rồi rén rít, rất là nguy hiểm, dân người ta phản ánh rất là nhiều. Tại kiệt 61 đường Nguyễn Đức Trung, trong những năm cái trạm trung chuyển này tồn tại thì vấn đề hôi thối, ô nhiễm môi trường do trạm trung chuyển rác thải gây ra, sau khi có ý kiến kiến nghị của cử tri vào năm 2019 thì vấn đề hôi thối cũng được khắc phục được một phần. Quận Thanh Khê đã đầu tư xây dựng cái công viên vườn dạo, nhưng từ khi mà xây dựng cái công viên vườn dạo đến nay thì đã không phát huy được tác dụng. Tại cái công viên vẫn còn có mùi hôi từ trạm trung chuyển, nên không có người dân nào đi dạo ở tại đây, không có người dân nào đi tập thể dục cũng như vui chơi giải trí tại khu vực này. Công viên vườn dạo này đã xuống cấp rất nghiêm trọng, vệ sinh môi trường rất kém, nền thì lún, rác thải, thảm cỏ thì cháy hết, cây cối thì ngã đổ nhét nhát, và công viên này đến giờ phút này là cũng chưa có thấy ai là cái người quản lý. Tiếp thu các ý kiến của bà con cử tri, tại các buổi tiếp xúc, đại diện các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố cùng chính quyền địa phương đã trả lời những kiến nghị trong phạm vi thẩm quyền. Những nội dung khác được các tổ đại biểu tổng hợp và chuyển lên các cấp ngành chức năng liên quan để trả lời với bà con cử tri trong thời gian sớm nhất.